Hi, xin chào tất cả các bạn, các anh chị. Mình là Nghĩa, Nguyễn Trọng Nghĩa, ở tại chung cư Trần Quang Diệu, phường 13, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Lời đầu tiên mình chúc tất cả các bạn, các anh chị được nhiều sức khỏe, được nhiều niềm vui và luôn luôn hạnh phúc trong cuộc sống nha. Và hôm nay mình xin phép giới thiệu với các bạn, các anh chị một vài cái dòng xe bình dân, thật bình dân, giá thật mềm và chất lượng thật là tốt. Bởi vì mình rất là ý thức rõ là có rất là nhiều anh chị chỉ cần có cái xe làm phương tiện đi lại rất là ổn, chỉ cần đi đến nơi về đến chốn không hư hao là các bạn các anh chị là cảm thấy là đủ rồi. Thì hôm nay mình xin phép giới thiệu với các bạn các anh chị một vài cái dòng xe vậy nha. Để mình đếm coi mấy chiếc, 1 2 3 4 5 6 7 gì đó, 1 2 3 4 5 6 7 8 đó, 8 chiếc xe giá mềm. Và xin thưa với các bạn các anh chị, chiếc xe đầu tiên mình muốn giới thiệu đó là một chiếc xe Honda Way. Quay này là quay ZX. Quay ZX này nhưng mà là dây quay ZX là Hàn Quốc nha các bạn. Nhưng mà máy cũng còn rất là ngon. Đi đến nơi về đến chốn rất là ok nè các bạn. Thấy nó xấu xấu vậy em, nó cũ kỹ vậy nhưng mà là bật tắt lên nè. Đề một phát một và nổ liền. Không. Xấu xí vậy đó, nhưng mà đề lên cái nổ máy im ru. Và với chiếc xe Honda Way ZX Hàn Quốc này thì mình mong muốn bán với giá là 3.100.000 nha, 3.100.000, giấy tờ nghiêm chỉnh đầy đủ hết nha các bạn. Rồi mình xin cảm ơn các bạn các anh chị rất nhiều. Rồi còn hai chìa luôn nha. Rồi và kế nữa là mình xin giới thiệu với các bạn các anh chị một chiếc xe đã khẳng định tên tuổi trên thị trường Việt Nam chúng ta rất là lâu. Đó là chiếc xe Honda Rim Lùng. Đây là một chiếc xe Honda Rim Lùng chính hãng. Xe Rim Lùng xịn luôn các bạn. Biển số thành phố luôn. Và đây nè các bạn các chị không thấy nó, em nó cũng xấu. Xe này nó cũng xấu theo năm tháng rồi. Xấu theo năm tháng nhưng mà được cái nè. Các bạn các chị thấy cái máy nó xấu, hình thức bên ngoài em nó xấu nhưng mà cục máy nè. Bật công tắc lên cái nè, nè lên đề cái nữa nè, sao về một phát một và nổ. Máy nó rất là ấm, đặc trưng của những cái dòng xe đó nè. Máy im gu luôn. Cái xe này mà mình xin thưa với các bạn các anh chị mà không cần cái hình thức bên ngoài á thì chúng ta có thể là đi tất cả các cung đường, lèo đèo lội nước, chạy thở hàng, chở hồ, chạy làm tất cả các công việc, chở nói chung là tải nặng được luôn. Và mà đi rất là ngon mà lại không hư. Và với chiếc xe này thì mình mong muốn bán với giá là 6.900.000. 6.900.000 cho chiếc xe Honda Rim. Rim Lùng Nhật nha, Rim Lùng Nhật nha các bạn, mình xin thưa rõ ràng Rim Lùng Nhật nha. Đó, máy móc nè, thì thầm không? Không, nghe đặc trưng. Em nó xấu theo năm tháng thôi nhưng mà chất của máy nó rất là dữ. Rồi mình xin cảm ơn. Chứ thật ra chiếc này là ngon, ngon bổ rẻ là chiếc này, đi bền chắc cú. Rồi mình xin cảm ơn. Và kế nữa là mình xin giới thiệu cái chiếc xe này, bữa giờ tới lui mấy lần rồi mà chưa bán được, nhưng mà theo mình nghĩ là hôm nay chắc là bán được nè. Tại vì cũng có rất nhiều anh chị cứ hỏi nói lên lấy nhưng mà cũng không lên lấy, giống như cái chiếc xe 88277 Future Neo á, mình bán mười mấy triệu á, thì ai cũng gọi dặn không lên lấy, dặn ai cũng đòi lấy á, nhưng mà cuối cùng không lên. Sau khi mình ký giấy xong rồi mình rút hồ sơ rồi mình đưa anh chị về miền Tây luôn á, thì lại có người khác lên cũng đòi lấy, thì lúc đó là bán rồi. Thì chiếc xe này cũng vậy, đây là một cái chiếc xe Yamaha Tarut. Đời mới bây giờ nhưng mà chất lượng thiệt ra nó cũng rất là ngon luôn nè. Mình lên máy luôn nha các bạn. Đề một phát một nè, thấy không? Đề một phát một còn nổ liền luôn. Máy im ru, im gu luôn á, im gu. Máy im gu, đi xa tốt, đời mới. Rồi và chiếc xe này một lần nữa mình xin thưa với các bạn các anh chị là chiếc xe Yamaha chính hãng Tarut, Yamaha Tarut
6.600.000 59E1404172. Chắc ngày mai bán được, mình nghĩ là vậy. Tại vì nó ngon ngon quá mà. 6 triệu mấy mà có một chiếc xe Nhật đi quá ok. Rồi mình xin cảm ơn. Và kế nữa là một cái chiếc xe Honda Dream 2. Đó. Đây là chiếc xe Honda Dream 2. Đó, Dream 2 nha các bạn, Dream 2. Dream tem hồng. Dream tem hồng luôn. Cũng rất là không có dọn dẹp gì hết. Đó, rất là zin. Đó, nhưng mà chưa có dọn dẹp gì hết, nên nhìn thấy nó không có sắc nét lắm. Mặc dù là các bạn các anh chị nhìn thấy không, em nó cũng còn sạch sẽ đẹp nhưng mà nó dơ. Xe này em nó mang biển số là 51F71936. Thì rim Thái này thì các bạn các anh chị không cần bận tâm rồi, chất lượng của em nó là cực ngon. Và với chiếc xe Honda Rim 2 Thái này thì mình mong muốn bán với giá là 13.600.000 13.600.000 nha các bạn. Rồi mình xin cảm ơn. Và kế nữa là mình muốn xin giới thiệu với các bạn các anh chị một chiếc xe Honda Future. Future màu xanh ngọc. À, chiếc xe màu xanh ngọc này thì rất là đẹp. Đó, Future màu xanh ngọc. Đó, Future màu xanh ngọc mua về là chỉ có chạy thôi. Ừ, ngon cái đến ngon. Quá đẹp. Future xanh ngọc còn quá đẹp. Và với chiếc xe Honda Future màu xanh ngọc này, em nó mang biển số là 59F144156. Thì chiếc này thì mình mong muốn bán với giá là 13.400.000. Đó, 13.400.000. Rồi, mình xin cảm ơn các bạn các anh chị rất nhiều nha. Rồi. Và kế nữa là một chiếc xe Honda. Honda này là Honda Future. Đây là chiếc xe Honda Future Neo. Đó. Bánh căm, bánh đĩa. Xe cũng còn là khá là sạch sẽ nhưng mà chưa có dọn, dọn lên nó sẽ rực rỡ luôn. Và xe này là hồ sơ có sẵn rồi, khi các bạn các anh chị tới là mình sẽ xuất hóa đơn liền cho các bạn các anh chị luôn. Và với chiếc xe Honda Future Neo này, máy cực kỳ êm. Đây, nói là có sách mắt cái chân bật nó lên, lên máy liền. Đó, các bạn thấy không, máy êm cu, gan ti nổ nhuyễn nhừ, nó đang nổ luôn á, mình không nghe luôn á. Và với chiếc xe này thì mình mong muốn bán với giá là 16.500.000. Xe này thì máy móc nghiêm chỉnh hết nha các bạn. Các bạn các anh chị có thể tới kiểm tra test quá. Cứ tới kiểm tra vô tư nha. Rồi, em xin cảm ơn. Và kế nữa là mình cũng xin giới thiệu với các bạn các anh chị chiếc xe Suzuki Hayate. Chiếc Suzuki Hayate này cũng còn rất là mới và được dán keo. Đó, bánh mâm thắng đĩa Suzuki Hayate còn quá đẹp. Zin luôn, Suzuki này zin luôn. Máy móc tuyệt. Đây, lên máy luôn. Móc quá êm. Và với chiếc xe Suzuki Hayate này, xe tuyệt đẹp, máy cực kỳ êm, màu đỏ đen rất là mạnh mẽ. Thì với chiếc xe Suzuki Hayate này thì mình mong muốn mình bán chiếc xe này là với giá tiền là 6.900.000 6.900.000 nha các bạn. Rồi, xin chân thành cảm ơn các bạn các chị rất nhiều. Và kế nữa là một chiếc xe, xe này là xe Yamaha Luviad. Đó, là xe Yamaha Luviad đời rất là cao. Bánh mâm thắng đĩa zin nguyên bản, từ sơn zin cho đến xe zin, đầu nồi máy móc gì hoàn toàn chưa đụng vô một bất cứ một cái gì hết. Đó, xe zin hết tất cả. Zin hết, dán keo nguyên chiếc luôn. Xe này là của khách hàng, người ta tới người ta mua SH rồi người ta đổi với mình luôn. Thì mình xin bán chiếc xe này với giá tiền là 9.900.000 9.900.000 cho một chiếc xe Yamaha Luviad cực kỳ ngon, rất là nhỏ gọn, rất là phù hợp cho các dì các chị các em mà đi làm cũng như là đi học, rất là nhỏ gọn và có tiết kiệm nhiên liệu
dễ đi lắm. À rồi, và cuối cùng mình không biết nói gì hơn thì mình chỉ biết là làm giới thiệu với các bạn các anh chị những cái chiếc xe bình dân, giá nó mềm mềm để cho tất cả các bạn các anh chị chúng ta có thể mình có cái phương tiện mình đi, thì đó là cái tiêu chí của em. Và hy vọng là các bạn các anh chị hãy bấm nút đăng ký kênh, bởi vì em làm cái kênh này là kênh mới, thỉnh thoảng em xin thưa lại là em làm cái kênh này là một cái kênh mới, nên mong các bạn các anh chị hãy bấm nút đăng ký kênh để không bỏ lỡ những cái clip mà em giới thiệu những cái dòng xe mà giống như đây là phổ thông như là bình dân mà giá nó mềm, giá rẻ đó, nhưng mà rẻ nhưng mà chất lượng nha các bạn. Em luôn lựa rẻ nhưng chất lượng, có thể nó không đẹp nhưng mà nó rẻ, có thể không đẹp nhưng mà phải rẻ đó. Chất lượng phải là đưa lên hàng đầu đó. Thì các bạn các anh chị hãy bấm nút đăng ký kênh giúp giùm em. Còn các bạn các anh chị nào có điều kiện hơn thì em sẽ làm một cái clip về những cái dòng xe tay ga nó cao cấp hơn, hoặc là những cái dòng xe xì bo nó cá tính hơn, nó phong cách hơn. Thì em là xuất thân là bình dân mà em luôn luôn nghĩ đến các bạn các anh chị người bình dân, nên mong các bạn các anh chị hãy cho em cái cơ hội được phục vụ cũng như là hỗ trợ cho các bạn các anh chị nhiều hơn nữa nha, bằng cách hãy bấm nút đăng ký kênh giúp giùm em. Cho dù cỡ nào em cũng sẽ kiếm được cái xe như ý cho các bạn các anh chị nha. Rồi một lần nữa mình xin chào tạm biệt, chúc tất cả các bạn các anh chị luôn luôn gặt hái được nhiều thành công cũng như là hạnh phúc trong cuộc sống nha. Xin trân trọng kính chào.